Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Sư thích minh tuệ được yêu quý bởi xã hội Việt Nam, khao khát chân thiện mỹ. Ngày 5 tháng 6, Facebook cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn có bài Vai trò của Ngài thích minh tuệ trong xã hội chúng ta. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Có bạn nói, từ khi sư thích minh tuệ xuất hiện, thì dân mạng cũng buông bỏ hơn, ít chửi các ông thích Việt Á, thích giải cứu, thích thủ thiêm, thích vạn phát, lại cũng có người nói ai cũng đi tu thì lấy đâu ra người trồng lúa dịch vải mặc dù những lời nói này bị cư dân mạng phản đối nhưng suy cho cùng thì những điều mà người ta nói đó vẫn có phần nào đúng đúng hay không thì cần nhìn nhận về mặt xã hội trong một xã hội nguyên thủy tự cung tự cấp mỗi người hay mỗi quần thể nhỏ như bộ lạc chẳng hạn phải tự kiếm sống thì việc đáp ứng nhu cầu bản năng chủ yếu là miếng ăn trở nên quan trọng nhất Thời đó, ai không tạo ra miếng ăn, người đó là vô dụng. Và đây là hình tế tật trên trang cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Nhưng xã hội con người tiến quá lên, miếng ăn, tắm che thân chỉ còn được coi là nhu cầu tối thiểu. Nhu cầu vật chất của con người đã vượt rất nhiều lần miếng ăn với tính bản năng. Nhưng khi vật chất đầy đủ cho nhu cầu bản năng, con người ta lại có những nhu cầu khác, trong đó có nhu cầu thể hiện mình. Người ta thích được công nhận, thích được khen, thích tỏ ra vượt trội. Từ cái nhu cầu được thể hiện mình đó mà nhu cầu về vật chất thay đổi. Cũng là miếng ăn bỏ vô miệng nhưng nó phải được chế biến cầu kỳ với bao nhiêu gia vị, thậm chí được dắt vàng rồi có người đúc cho ăn. Cũng là nơi trú mưa nắng nhưng nó phải nguy nga, lộng lẫy. Cũng là cái để giữ hơi ấm nhưng nó phải kiểu này, màu kia, nhãn hiệu này, nhãn hiệu khác. Do những nhu cầu vượt lên trên nhu cầu bản năng kia càng ngày càng lớn. Có người ta được sinh ra càng ngày càng nhiều nên tổng thể của cải, vật chất không thể đáp ứng được cho mọi người. Khi đó, xã hội sẽ phân chia số của cải vật chất không đồng đều cho mọi người. Đã gọi là nhu cầu, thì dù cho đó không phải là nhu cầu thiết yếu, thì ai cũng muốn nhu cầu của mình được đáp ứng. Cái đó gọi là lòng tham. Từ đó sinh ra sự chiếm đoạt. Và đây là hình sư thích minh tuệ. Người ta nói, kẻ mạnh sẽ chiếm đoạt được nhiều hơn. Sự chiếm đoạt của kẻ mạnh làm giảm đi nguồn vật chất cho những kẻ kém mạnh hơn thậm chí một số người yếu thế nhất còn không có vật chất để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để tồn tại từ đó sinh ra chém giết chiến tranh để điều hòa được giữa nhu cầu và sự thụ hưởng giữa nhóm người này và nhóm người khác giữa các cá thể này với các cá thể khác người ta đưa ra những luật lệ trong bất cứ xã hội nào khi đặt ra luật lệ thì những kẻ mạnh sẽ có nhiều quyền để luật lệ có lợi cho mình hơn chính lòng tham đã can dự vào và tạo nên việc làm cho luật lệ không công bằng đạo đức chính là thứ có thể khống chế lòng tham làm cho xã hội trở nên cân bằng hơn đạo đức xã hội chính là thước đo sự tiến hóa của một xã hội tôn giáo là phương tiện để duy trì đạo đức xã hội tất cả các tôn giáo phổ biến đều hướng đến chân thiện mỹ nền tảng cơ sở để phát triển đạo đức xã hội tùy theo từng nơi mà tôn giáo có giữ được chức năng mang lại chân thiện mỹ cho xã hội hay bị lũng đoạn để trở thành công cụ phục vụ cho lòng tham của một nhóm kẻ mạnh trong xã hội. Và đây là hình sư minh tuệ, càng đi thì đoàn đi theo càng đông, khiến nhà cầm quyền e ngại. Mặc dù bây giờ so với mấy chục năm trước, chúng ta có nhiều của cải vật chất hơn, mức sống bây giờ cao hơn hồi trước rất nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nhà cao cửa rộng, nhiều xe sang hơn so với Sài Gòn Hòn Ngọc Biển Đông xưa kia rất nhiều. Nhưng có người ta vẫn không vui, vẫn hoài niệm đó chính là do chúng ta đang thiếu một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Vì thiếu nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh đó nên mới có những vụ án như vụ giải cứu, vụ Việt Á mới có hàng đống quan chức an tàn phá hại, phá nát đất nước. Chính vì không có gì khống chế lòng tham nên mới có một trương Mỹ Lan dù có vô số tài sản, hàng núi tiền nhưng vẫn tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bá tánh. Người Việt Nam chúng ta đang khát khao chân, thiện, mỹ khao khát một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Chính vì vậy mà khi biết đến Ngài Thích Minh Tuệ, người đã thể hiện được chân thiện mỹ của tôn giáo, người dân bất kể thuộc tôn giáo nào cũng nhanh chóng chấp nhận và yêu mến ông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Thích Minh Tuệ được yêu quý bởi xã hội Việt Nam khao khát chân thiện mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngân hàng nhà nước đã cung cấp số tiền tương đương 6% GDP để giải cứu SCB. Ngày 4 tháng 6, VOA Tiếng Việt đưa tin, Reuters, nhà nước Việt Nam chi hàng chục đô la để giải cứu SCB khi bị rút tiền ồ ạt. VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho ngân hàng SCB vay thêm 1,2 tỷ đô la trong 2 tháng qua, nâng tổng số số tiền lên tới 24,5 tỷ đô la trong một phần nỗ lực giải cứu người gửi tiền vào ngân hàng này. Khoản giải cứu khổng lồ đối với người gửi tiền của SCB trong các khoản vay đặc biệt cho đến nay đã khiến ngân hàng nhà nước phải cung cấp số tiền tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Việt Nam. VOA nhắc lại, hãng tin quốc tế trên đã đưa tin vào tháng 4 rằng, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành một cuộc giải cứu chưa từng có đối với SCB, một ngân hàng đang vướng vào vụ gian lận tài chính lớn nhất Việt Nam mà một nguồn tin vào thời điểm đó cho biết sẽ sụp đổ nếu không có nguồn hỗ trợ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn tài liệu do SCB lập cho hay, tính đến ngày 29 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã cho SCB vay 622.000 tỷ đồng, tương đương 24,5 tỷ đô la khoản tiền này đã tăng từ mức 592.000 tỷ đồng tính đến ngày 2 tháng 4. Tài liệu cho thấy, SCB đã sử dụng quỹ ngân hàng nhà nước để giúp giải quyết các khoản rút và thanh toán, gồm 626.000 tỷ đồng kể từ tháng 10 năm 2022, khi ngân hàng này được đặt dưới sự giám sát của ngân hàng nhà nước. Khi đó, SCB có số tiền gửi là 669.000 tỷ đồng. VOA cho biết, người gửi tiền đồng loạt rút tiền khỏi SCB vì vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2022 đối với bà Trùm Bất Động Sản Trương Mỹ Lan, người bị kết án tử hình vào tháng 4 vừa qua, sau khi bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo lớn tại ngân hàng này. Các thẩm phán kết luận rằng bà đã chiếm đoạt khoảng vay 12,5 tỷ đô la từ SCB cho các công ty vỏ bọc trong khi kiểm soát ngân hàng thông qua các bên ủy quyền. Bà Lan không nhận tội và đã kháng cáo phán quyết. VOA dẫn chương trình đảm bảo tiền gửi chính thức của Việt Nam theo đó chỉ có khoảng 5.000 đô la được bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền ở mỗi ngân hàng. Nhưng tính đến đầu tháng 4, lượng tiền mặt mà ngân hàng nhà nước bơm vào OCB đã lên tới khoảng 1 phần tư dự trữ ngoại hối của Việt Nam. VOA cũng dẫn dữ liệu công khai mới nhất cho thấy nguồn cung tiền đã tăng khoảng 82 tỷ đô la từ tháng 9 năm 2022. Tới tháng 2 năm nay, dù ngân hàng nhà nước chưa cho biết họ đã cung cấp cho khoản vay quy mô lớn cho OCB như thế nào và đây là hình người dân kéo đến ngân hàng SCB ồ ạt rút tiền. Đó là mức tăng 15% so với mức tăng trưởng GDP gần 6% trong cùng kỳ theo phân tích của các hãng tin quốc tế về các dữ liệu từ ngân hàng nhà nước và cơ quan thống kê Việt Nam. Trong khi đó, theo VOA, dự trữ ngoại hối của Việt Nam phần lớn vẫn ổn định mặc dù ngân hàng nhà nước đã bán đô la trong những tuần gần đây để hỗ trợ đồng nội tệ. VOA nhận xét khó khăn của SCB xảy ra khi ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với rủi ro ngày càng tăng do tình trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống tài chính. Vào tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết họ đang tiếp tục hỗ trợ SCB theo lộ trình tái cơ cấu, một động thái mà cơ quan xếp hạng Fitch coi là một dấu hiệu tích cực về cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc giúp đỡ các ngân hàng quan trọng. VOA dẫn nhận định của Fitch cho biết thêm rằng, trong khi những khó khăn của SCB cho thấy những bất cập trong giám sát tài chính của Việt Nam, những nỗ lực giải cứu chưa từng có của nhà nước đã không tạo ra rủi ro lây lan mới trong hệ thống ngân hàng. Nhưng nguồn cung tiền tăng lên vào thời điểm đồng Việt Nam suy yếu, góp phần làm tăng lạm phát mà trong tháng 5 đã vượt quá 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ngân hàng nhà nước đã cung cấp số tiền tương đương 6% GDP để giải cứu cho SCB. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.